Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 10 tháng 10 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh. Đây, các bạn có thể là vào YouTube nhé. Các bạn vào YouTube, các bạn đăng ký kênh mình YouTube này. Đây, các bạn ghi là Triệu Phú TV 2. Triệu Phú TV này. Các bạn click Triệu Phú này. Đây, các bạn click Triệu Phú TV. Đấy. Thì sẽ ra kênh YouTube của mình. Thì các bạn nhớ click vào kênh để đăng ký ủng hộ mình các bạn nhé. Đây, các bạn đấy, kênh mình thì chuyên điện thoại cũ giá rẻ dành cho học sinh, phổ thông, lao động hoặc là các bạn thu nhập thấp, nhập cao cũng có nhé. Đây ạ. Đây, các bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip. Mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem với lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay bên em giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung J6 Plus. J6 Plus thì hôm nay bên em lại về được một chiếc Samsung J6 Plus đấy ạ. Đây. Samsung J6 Plus, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con Samsung J6 Plus này thì con này là bản phiên bản của nó, phiên bản là RAM 3GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Con J6 Plus này đã được lên ở Android 10 các bạn nhé. Màn hình con này thì là màn hình là 6,6 inch nhé. Màn hình là 6 inch HD cộng. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Camera của nó chính là 13MP. Và trước thì là 8MP cho hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời. Còn nó là màn hình là LCD. Các bạn mà sử dụng, các bạn mà phổ thông mà lao động, các bạn sử dụng những sản phẩm này thì các bạn mà chẳng may mà rơi vỡ màn hình ấy thì là thay thế thì cực kỳ là rẻ, chỉ có vài trăm nghìn các bạn nhé. Màn hình nó là màn hình LCD, đâm được hình ảnh nó chỉ mức vừa phải thôi. Nhưng mà thay thế, các bạn đi thay thế sửa chữa thì nó tiết kiệm được khá nhiều tiền. Con này thì ngoại hình con này còn 90%. Đấy, con J6 Plus, máy màu xanh xám này. Đây, máy màu xanh xám này, con này sọc xám này. Đấy, J6 Plus. Đấy, màu xanh xám. Pin con này thì pin là 3K3. Đó, hỗ trợ con này là 2 SIM 2 sóng nhé. Pin con này là pin 3300, có hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Con J6 Plus này thì bên mình đang bán loại giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, con này thì là máy con zin nguyên bản, chưa sửa chữa, chưa ép kính gì. Con này thì là chạy chip Snap là 425 các bạn nhé, nhân 4 nhân. Nên là các bạn sử dụng rất là ok. Đấy, camera cực kỳ là sắc nét, hình thành rất là đẹp. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J6 Plus này, các bạn nhà hàng được sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, đây số này mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai địa chỉ cửa hàng gần, các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình, và ở xa thì các bạn có thể là bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa mình rất hình thức, một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, mua hàng bên mình rồi, các bạn phải chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa mua hàng bên mình rồi, các bạn phải chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Các bạn nào chuyển trước bên mình thì mình sẽ free ship các bạn. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp tất cả sản phẩm. Và sản phẩm bên mình thì có lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Đây là J6 Plus 2 triệu đồng. Các bạn mua về tặng bà, bố mẹ, người thân thì cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Và tiếp theo là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con gì nhỉ? Đây. Nhà mình được có con Samsung A90 này. Đấy, buổi tối ngày hôm nay nhà mình có về được con Samsung A90. Con này là A90, con này là hàng pha ke nhé. Samsung A90 hàng pha ke. Con này thì là máy mình đổi của khách. Đây, 1, 2, 3 camera A90. Con này thì là máy còn nguyên hộp phụ kiện. Đây, trong đây thì nó có, nói chung là nguyên hộp phụ kiện. Đây. Con này thì là máy mình đổi của khách. Đây là thẻ bảo hành này. Đấy, thẻ bảo hành, thời gian bảo hành là 3 tháng này. Đấy, thẻ bảo hành của máy này, Samsung A90 này, tặng kèm cái ốp này. Đấy, ốp rất là xinh. Chả biết ốp của máy nào, không biết là phải là máy A90. Khả năng không phải ốp A90 các bạn nhé. Đây, kiểu máy này mình đổi của khách mà. Khách người ta cho mình cái gì thì mình cũng lấy thôi. Con này thì là máy mình đổi của khách nha các bạn nhé. Con Samsung A90 này thì mình đổi của khách. Đấy. Con này là hàng pha ke thì nó làm dùng rất là rồng nhé. Đây, giới thiệu cái điện thoại đây. Samsung A90 Android 8.1 đấy ạ. Đấy, màn hình thì là 6 inch, hơn 6 inch tràn viền. Đây, máy màu xanh rất là đẹp. Con này thì là mình đổi của khách, nên là mình không báo giá trực tiếp được.
thì các bạn nào mà thích sản phẩm Samsung A90 hàng pha ke Đài Loan này thì các bạn nên đặt hàng sớm nhất nhá. Đấy. Đấy. Bạn nào thích thì các bạn liên hệ trực tiếp mình để có giá ưu đãi và tốt nhất nhá. Nên các bạn yên tâm nhá. Đấy, Samsung A90. Máy nguyên hộp phụ kiện. Này, con này thì mình đổi của khách, mình sẽ bạn nào mà thích con này thì liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình để mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn nhé. Đây hàng đổi của khách ạ. Và một con nữa cơ. Đây. Nhà mình nay thì còn một con lót 9 hàng pha ke. Đây. Con này còn lót 9 hàng cũng hàng pha ke. Làm giống không ạ? Làm giống như thật luôn nhá. Máy cầm nặng rất là chắc tay nhá. Đây, con Samsung lót 9, hai camera, vân tay này các kiểu này. Đấy. Đây con này thì mặt kính nó hơi bị sức sức phải phải tí này. Mặt kính con này hơi sức phải một tí. Con này thì mình cũng thanh lý với giá lợn chết cho các bạn nhé. Đây, máy của một ông anh rất là ngầu các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 9 hàng pha ke này, Đài Loan này các bạn nhìn hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, mình hàng này thì mình cũng đổi cho khách. Đâm là giá trực tiếp, mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn nhé. Thì báo giá trên đây thì mình đổ khách mà. Đâm là mình cũng tránh khách chê đắt chê rẻ ra. Đâm là các bạn muốn biết giá trực tiếp, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Còn lót 9 hàng pha ke này và A90 hàng pha ke này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất để mình sẽ báo giá trực tiếp cho bạn nhá. Đấy, A90, A70 hàng lót 9 hàng pha ke. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn chiếc Soli XZ để mình sẽ xem Soli XZ của mình. Soli Soli XZ. Soli XZ ấy thì nó là gì nhỉ? Soli XZ. Soli XZ là máy của Nhật các bạn nhé. Đây. Soli XZ thì là máy con này là Soli của Nhật nhé. Đây. Đây mình sẽ còn các app của Nhật này. Đấy. Hàng của Nhật thì các bạn cứ yên tâm đi. Rất là bền, rất là châu bò. Con Soli XZ của Nhật này thì cấu hình của nó là RAM 3GB. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này thì là chạy chip Snap 820 các bạn nhé. Chạy chip Snap 820. Mình sẽ xem dung lượng pin của nó nhé. Dung lượng pin này thì có thể còn tới. Pin của nó thì là 2009 các bạn nhé. Con Soli XZ này thì cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Pin con này, con Soli XZ này thì là 2K9. Hình thức là máy ngoại hình còn 90% nhé, con Soli XZ này. Con Soli XZ này màu bạc này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000. Bạn nào thích sản phẩm Soli XZ thì các bạn hàng được sớm nhất nhé. Đấy, con Soli XZ này 1.500.000 con Soli XZ này nhé. Đấy, Soli XZ này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Soli XZ hàng Nhật Docomo này các bạn nhé, hàng đến sớm nhất nhé. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, chạy chip Snap các bạn chiến các mọi loại game nhé. Bên mình chỉ bán bạn giá là 1.500.000 thôi, cực kỳ là rẻ nhé. Thanh lý giá lợn chết cho các bạn nhé. Hai con này thì mình cũng thanh lý Note 9 và A90 thì mình cũng thanh lý với giá lợn chết cho các bạn nhé, nên các bạn yên tâm ạ. Yên tâm sử dụng nhé. Và tiếp buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai con này là hai con Oppo A31. Thì hôm nay nhà mình về được hai con Oppo A31 các bạn nhé. Đấy. Oppo A31. Đấy, Oppo A31 này. Thì mình sẽ xem gì nhỉ? Cấu hình cả hai con Oppo A31 này. Đây. Con A31 này thì là phiên bản của nó là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con Oppo A31 này thì là Oppo A31 thì là màn hình của nó là tràn viền, giọt nước 6,5 inch nhé, HD cộng. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Cam chính con này thì là 12MP và cam phụ thì nó là 4MP. Đấy, 4MP nhé. À 8MP, con này cam trước 8MP. Nhưng mà 12 camera chính ấy, nhưng mà còn 2 camera phụ là 20MP nhé. Đèn flash vân tay này. Màn hình thì là 6,5 inch. Pin con này thì là pin hơn 4000 các bạn nhé. Đấy, pin hơn 4000, màn hình 6,5 inch. Quá to, quá bự nhá. Con này thì là máy màu xanh, máy đẹp len keng xà beng. Con này chỉ thiếu một cái hộp thôi là thành máy mới nhá. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu đồng nhá. Đây.
con này chỉ còn thiếu một cái hộp thôi là các bạn thành máy mới. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới 3-4 triệu đồng làm gì đâu. Máy mới gần 4 triệu đồng làm gì đâu. Đấy. Mà các bạn mua cũ này rẻ rất nhiều. Con này thì khác gì máy mới đấy mà. Chỉ thiếu mỗi hộp là thành máy mới nhá. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 3 triệu đồng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A31 này các bạn nhà hàng là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đặt hàng nhá. Đấy. Đấy. Màn hình giọt nước 6,5 inch, rất là to, rất là bự nhá. A31 đấy ạ. Và tiếp đến là cũng còn A31, con này thì là phiên bản màu đen. Thì hình thức con này thì là vỏ cũ phải theo thời gian nhé. Con này thì là hình thức là vỏ cũ phải theo thời gian ạ. Còn độ 85-90% đấy. Kiểu khách không dùng ốp ấy. Vỏ cũ phải theo thời gian đấy. Đấy, con ốp bù A31 này. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.750.000. Đấy. Cấu hình của nó cũng là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con này thì bên em đang bán bạn giá là 2.750.000 nhé. Đấy, con này thì là vỏ phẩy cũ theo thời gian ạ. À, hai con này thì là máy còn zin nguyên bản nhé, chưa sửa chữa, chưa ép kính gì nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Đấy. Sony thì cũng nguyên bản và hai con này cũng nguyên bản hết nhé. Đấy. Bên em bán hàng các bạn yên tâm, không phải lo. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Oppo A31 này các bạn nghe hàng sớm nhất. Đấy. Năm 2020 các bạn mua điện thoại cực kỳ là rẻ, chỉ với là 3 triệu đồng thôi các bạn đã sử dụng bộ nhiều trong là 128GB rồi. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới làm gì đâu, vừa tốn vừa kém ra nhá. Đấy, A31 đấy ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Vivo này là Vivo Y12. Y12 thì con này thì là màn hình của nó thì là hơn 6 inch. Đấy, Vivo Y12 thì màn hình của nó là 6 hơn. Màn hình con này thì là màn hình là hơn 6 inch này. Pin con Vivo Y12 này pin 5000 các bạn nhé. Hình thức con này, ngoại hình con này còn 90-90%. Đấy, pin con này thật là 5000 cơ. Đấy, cấu hình của nó là RAM 3GB. Đấy, con Vivo Y12 này của nó là RAM 3GB sao đấy. Để xem lại là 30GB. Đây. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Vivo Y12 này thì là máy còn hình thức còn 90-90%. Con này thì là gì nhỉ? Con này thì bên mình đang bán loại giá là 1.500.000. Tình trạng là máy bị sóng hơi kém một chút nhé. Con này thì là sóng thì hơi bị kém một chút. Các bạn mà đi vào nhà vệ sinh bị siếc ấy thì là sóng cực kỳ là kém. Đấy. Con này thì bên mình đang bán loại giá là 1.500.000. Sản phẩm Vivo Y12, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y12 sóng kém này, bên mình đang bán bạn 1.500.000 này các bạn nghe hàng để sớm nhất nhá. Còn Vivo Y12 này là 1.500.000. Cả cũ rất là rẻ. Tội gì các bạn phải mua máy mới làm gì đâu. Đấy. Và tiếp đến là con Samsung gì nhỉ? Con LG G7. LG G7 thì hôm nay buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai chiếc. Một chiếc màu đen này và một chiếc màu xanh, một chiếc màu xanh và một chiếc màu đen nhé. Đấy, LG G7. LG G7 đấy ạ. Thì là máy con hình thức còn 90-90%. Máy đẹp lên keng. Bọn LG G7 này thì là nhà mình thì là bản Hàn Quốc, một sim. Máy thì là con zin áp suất các bạn nhé. Đấy, hai con LG G7 này thì là máy Hàn Quốc. Máy zin nguyên bản Hàn Quốc, còn zin áp suất bản một sim các bạn nhé. Đấy. Máy màu xanh rất là đẹp, LG G7 đấy. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu qua về cấu hình của LG G7 này. Đấy, LG G7 con này là chạy chip Snap này, 845. Cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Pin con này thì pin hơn 3000 các bạn nhé. Pin thì là 3000, hơn 3000. Màn hình con này thì là màn hình là 6,1 inch, 2K nhé. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Màn hình của nó là 6,1 inch. Đấy, màn hình có nghĩa là màn hình là 6,1 inch nhé. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con máy Hàn Quốc này thì được hỗ trợ là cái chip âm thanh. Các bạn nghe nhạc thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Thì mình sẽ test thử qua cái phần âm thanh nghe nhạc cho bạn xem này. Các bạn vào sẽ vào duyên phận này. Nghe nhạc. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim thì quá tuyệt vời luôn. Máy Hàn các bạn nghe nhạc thì khỏi phê luôn. Quá là tuyệt vời luôn. Đó. Đây. Đấy. Các bạn nghe nhạc của LG G7 này thì nói thật thì quá tuyệt vời.
Màn hình của nó là màn hình là độ phân giải 2K 6,1 inch. Các bạn dùng thứ nhất là các bạn dùng mà nó không to quá mà nó không nhỏ quá, cầm chất chắc chắn tay nhá. Đấy, có chống nước, các bạn đi mưa đi gió thì cực kỳ ok. Còn LG G7 này nhà mình có hai màu, một màu xanh và một màu đen. Hình thức là máy còn zin nguyên bản. Đây ạ. 90/90%. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 3.300.000 các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG G7 tặng ông bà bố mẹ người thân thì các bạn nên hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Sớm nhất ạ. LG G7. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con iPhone 6 lock. iPhone thì bên mình cũng ít bán lắm, thỉnh thoảng mình mới xài lại của khách thì mình cũng bán cho các bạn nhé. Con này là iPhone 6. Con này là bản quốc tế. Tình trạng thì là máy mất vân tay các bạn nhé. iPhone 6 thường này. Con này thì là bản quốc tế, tình trạng là máy bị mất vân tay. Hình thức là máy còn 85-90% nhé. Đây. Vỏ thì cũng có cũ phải theo thời gian. Còn iPhone 6 thường phiên bản quốc tế mất vân tay này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.300.000. Đấy, 1.300.000 các bạn nhé. Đây, tình trạng pin của nó là 100% nhé. Con này thì là pin mới 100% nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Đấy. Này. iPhone 6 thường lock. À sorry các bạn, con này iPhone 6 thường mất vân tay quốc tế nhé. Bên mình đang bán với giá là 1.300.000. Đấy, tội gì các bạn phải đi mua sản phẩm iPhone 5S làm gì đâu. 5S bây giờ máy zin đẹp cũng phải triệu hơn triệu rồi nhá. Tội gì các bạn phải đi mua sản phẩm iPhone 5S gì. Các bạn mua những sản phẩm mất vân tay này về dùng cực kỳ là ok. iPhone 6 mà, vì nó dùng còn sướng hơn nhiều những sản phẩm khác nhá. Nói chung là iPhone thì các bạn chơi game thì các bạn nên mua iPhone. iPhone thì chơi game thì nó không bị lag những sản phẩm khác nhá. Nói chung là iPhone thì chơi game thì quá tuyệt vời luôn. Nói chung là từ xưa đến nay nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường 16GB quốc tế mất vân tay này 1.300.000 này, các bạn nhận hàng thì sớm nhất nhé. Đấy, bên mình đang bán là cực kỳ là rẻ, 1.300.000. Và tiếp đến buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc con này là chiếc gì nhỉ. Đây, hôm nay nhà mình về được con chiếc này là con chiếc đây, mình quên mất con này con gì nhỉ. Con này là chạy Android gốc này, đâm là khó dùng. Mình thì mình quen Android gốc. Con này là con PBH1 đấy. BH-1, con này là BH-1. Đấy, con này thì là màn hình của nó là tràn viền này. Đấy, giọt nước tràn viền mỗi thỏ mũi camera thôi. Con BBH1 đấy. Con BBH1 thì như con này mình xem bộ nhớ nó bao nhiêu ghi. Quên mất bộ nhớ. Đây. Bộ nhớ con này là 128GB nhé các bạn nhé. Đấy. Con BH-1 này. Con này của nó là bộ nhớ là 128GB. Đấy. Con này thì là đây, hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là khách có size ốp cực kỳ là dữ nhá. Đây. Con này thì là khách size ốp này cực kỳ là dữ này. Hình thức là máy còn độ 90%. Đấy. Đấy, 90%. Đấy. Con BH1 này. Đấy, hình thức con máy con này thì là thiết kế là vuông vắn nhá. Đấy, hình thức là máy còn 90%. Màn hình thì là giọt nước nhé. Đây, màn hình của nó là giọt nước này. Màn hình của nó là giọt nước này, rất dùng rất ok. Đấy. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Còn BH1 này thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu đồng nhé. Đấy, tặng cả một kèm các bạn ốp dẻo nữa nhé. BH1 này là 1.200.000. À gì sorry các bạn là 2 triệu đồng nhé. Còn BH1 này là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, tặng kèm các bạn ốp dẻo nhé. Bộ nhớ trong con này là hẳn 128GB cơ. Màn hình cực kỳ là đẹp. Con này là chạy hành nó Android gốc, các bạn dùng cực kỳ là hay. Android gốc của nó xem nó Android mấy luôn rồi. Android gốc thì họ nhiều Android đây, Android 10. Android gốc thì họ không tùy biến hay không chỉnh sửa gì nhá. Đấy, không chỉnh sửa gì. Nói chung là các bạn nào mới dùng thì cũng rất lạ lẫm con BH1 này nhá. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai chiếc Samsung Note 8. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được một chiếc màu xanh này và một chiếc màu gold này. Đây. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì mình về được hai chiếc các bạn nhé. Mình sẽ để tặng ra đây để cho nó mình quay hàng cho nó rộng một chút. Đấy. Hai con Note 8. Đấy. Hai con Note 8 đấy. Hai con Note 8 này mình cũng sẽ xưa cua qua về cấu hình của nó. Đấy. Con Note 8 của nó thì là màn hình của nó là màn hình là sáu tràn viền,
6,3 inch, còn lót 8 thì mình thì là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K cộng, camera chính của nó cũng là 12 megapixel, camera phụ của nó thì là 8 megapixel. Lót 8 thì mở khóa rất nhiều tính năng. Đây này, lót 8 thì bạn đã rõ rồi. Đây, mở khóa màn hình con này thì là màn hình của nó thì là khuôn mặt này, mống mắt và vân tay. Đây, lót 8 đấy ạ. Đấy, lót 8 màu gold, nhà mình về được một chiếc màu gold và một chiếc màu xanh. Đấy, hai camera, một đèn flash này, vân tay này. Đấy, chiếc màu gold thì đẹp hơn. Con này thì đẹp 90/90%. Đây, máy đẹp leng keng xả beng luôn nhé. Đấy, con lót 8 màu gold, máy đẹp leng keng xả beng. Con này thì là màn hình của nó là gì, các bạn nhìn kỹ thì gọi hơi lưu một tí thôi. Con này thì là màn hình là sáng đẹp không ám, chỉ gọi nhìn tí kỹ thì gọi hơi lưu một tí bên dưới thôi. Đấy, màn đẹp không ám, chỉ bị lưu tí hơi giữa thôi. Con này thì bên mình đang bán loại giá là 4.100.000 nhé. Con lót 8 này thì bên mình đang bán loại giá là 4.100.000. Đây, máy đẹp leng keng xả beng đấy ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 8 này, các bạn nhà hàng được sớm nhất chưa, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp cho mình. Cái lót 8 thì cũng có hỗ trợ cái bút này, các bạn mua về tặng các em mà đang đi học ấy, ví dụ mà viết ghi chú kiểu lịch cái kiểu rất là thích nhá. Đấy, lót 8 thì hỗ trợ cái bút mà. Đấy, đấy, màn hình nó rất là đẹp, màn hình cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, 2K cộng thì quá là phê luôn. Đấy, con màu xanh này là 4 triệu, con màu gold này là bên mình đang bán bạn giá là 4.1 triệu nhé. Và tiếp theo là con này là con gì nhỉ, 4.1 triệu này. Và con này thì là đây, đây, màn hình con này thì cũng là hơi lưu một tí thôi. Này, đây, màn hình con này cũng hơi lưu bên tí một dưới thôi. Màn hình con này cũng là sáng đẹp không ám, chỉ bị lưu một tí bên dưới thôi. Đấy, hình thức con này thì đây, hình thức là máy còn 90%. Con này thì bên mình đang bán là giá là 4 triệu đồng nhé. Con lót 8 màu xanh này bên mình đang bán là 4 triệu đồng. Đó, rất là rẻ cho bạn nhé, màu xanh là 4 triệu đồng. Màn đẹp không ám, chỉ bị hơi bị lưu tí bên dưới thôi, bên mình đang bán bạn giá là 4 triệu đồng. Đấy, con này thì là màu thì nó, con này thì là vỏ thì không đẹp, màu gold, màu gold thì nó sáng đẹp hơn nhé. Tùy theo các bạn thích màu xanh màu gold cũng tùy theo các bạn nhé. Và tiếp theo này nhiều lắm, nhà mình thì cực kỳ là nhiều luôn. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai con này là hai con gì nhỉ? Đây, thôi, con này đi. Tối nay mình sẽ thanh lý cho bạn con này. Con này là Samsung A8 2018. Đây, A8 2018 cũng nhiều bạn cực kỳ là hỏi. Con A8 2018 này, con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Cấu hình con Samsung A8 2018 ấy, thì nó là gì nhỉ? Con này nó là RAM 4GB nhá. Con A8 2018 của nó là bản phiên bản là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này thì là chạy chip, con này là chip Exynos 7785 nhé, nhân 8 nhân. Đấy, nói chung là những sản phẩm mà Samsung ấy thì nó thật mình đánh giá cực kỳ là cao. Tại vì các bạn những sản phẩm mà dùng đến 2 năm rồi nhưng mà dùng nó không bị đơ lang đâu. Không, các bạn dùng thứ nhất là vào đa nhiệm hay gì cực kỳ là nhanh mượt nhé, không bao giờ có những độ trễ và độ lang mượt. Thì là con này thì là màn hình của nó là 5,6 inch nhé. Con A8 2018 con này là màn hình là 5,6 inch Full HD cộng. Camera sau của nó tận 16 megapixel cơ. Camera trước thì nó là gì nhỉ? 8 megapixel. À đâu? Trước 16 và tại trước cũng là 16 và đằng sau cũng là 16 nhá. Đấy, nhưng mà có cái cam phụ là 8 megapixel này. Đấy, con A8 2018 này. Hình thức con này còn độ 90%. Đấy, hình thức còn 90%. Con A8 2018 bản công ty hai sim này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.1 triệu nhé. Đấy, 2.1 triệu đấy. Đấy, máy màu đen, hình thức còn 90%. Rồi, mình quên, mình rơi mất. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn hãy về sớm nhất nhé. Đấy, bên mình đang bán giá cực kỳ là rẻ. Thì bây giờ thì cũng muộn rồi. Đây, bây giờ thì cũng là gần 11 giờ rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên thì trực tiếp mình là số điện thoại. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.